ngày anh Phan à. David hay ở hết. Ngày Phan à. Rồi phải ở tận lỗ nó miên ấy nó công ty ấy. Đắng. Bạch đắng. Mình dốt. Nó miên răng. Răng lò. Cà phê. Thôi. Thế thì chẳng nắng. Cái trời ơi. Ăn Việt Nam ăn trốn luôn rồi. Thôi. Ngon phải ở tận lỗ nó miên ấy nó công ty ấy cái đắng bạch đắng mà dốt nó miên răng răng lò cà phê thôi thế thì chẳng nắng cái trời ơi ăn Việt Nam ăn trốn luôn rồi hai tôi